Kính bạch sư, cho con được hỏi theo sư, sư đánh giá như thế nào về pháp môn của làng Mai của thiền sư Nhất Hạnh? Cụ thể ở đây là các phương pháp thực hành chánh niệm để đạt mục đích trở về giây phút hiện tại, sống trọn vẹn với nó và xem đó như là một mục đích cao cả. Trong nhiều bài thuyết pháp, sư ông đã nhấn mạnh là tìm được cõi tịnh độ trong giờ phút hiện tại là mục đích cao cả của những người thực tập trong pháp môn này. Cụ thể ở đây là qua phương pháp thực hành trong kinh An Bang Thủ Ý, kinh Bốn Pháp Quán Niệm, kinh Người Biết Sống Một Mình, nhất là thực hành thiền hơi thở để trị liệu thân và tâm. Sư có những nhận định như thế nào về phương pháp thực tập của làng Mai? Nó đã gần gũi với lời dạy của Đức Phật trong kinh Tạng Nguyên Thủy. Tức là hỏi là có gần gũi với những lời dạy của Đức Phật trong kinh Tạng Nguyên Thủy hay không? Thì khi mà sư xem những cái video á, về cái video của Hòa Thượng Nhất Hạnh dạy về kinh An Bang Thủ Ý á, thì sư thấy là có nhiều điểm tương đồng với Phật giáo Nguyên Thủy. Tức là quý vị nghe các cái vị mà dạy về kinh An Bang Thủ Ý và kinh Hòa Thượng Nhất Hạnh thì quý vị sẽ thấy là có nhiều điểm tương đồng. Hơn nữa đó, thì có thể nha, sư nói có thể là do cái thời lượng có hạn, cho nên là Hòa Thượng Nhất Hạnh cũng chỉ là tóm tắt cái kinh, những cái bài kinh đó thôi. Trong ít nhất trong cái video mà sư xem đó, thì Hòa Thượng chỉ tóm tắt thôi. Thì cái nội dung tóm tắt đó là nó tương đồng với Phật giáo Nguyên Thủy. Và nó có một cái điều, đó là Phật giáo phát triển nói chung thì dễ tiếp nhận cái mới, dễ tiếp nhận sự thay đổi hơn là Phật giáo Nguyên Thủy, với điều kiện là nó phù hợp với Phật. Tuy nhiên như thế này nè, không phải ai cũng có chánh kiến để mà mình có sự thay đổi một cách đúng đắn. Nó dẫn đến cái chuyện á, bây giờ ông sư phụ thì ổng đổi, ổng chỉnh sửa để cho nó phù hợp. Nhờ như vậy Phật giáo mang cái tính chất là linh động. Nhưng mà đó, anh đệ tử thì anh chỉ nắm được cái tướng, chứ anh không nắm được cái túy. Tức là cái tinh túy anh không nắm được, anh chỉ nắm được cái hình tướng thôi. Và trò không bằng thầy. Rồi nó có thể nó dẫn đến cái tình trạng là nhiều thế hệ sau thì càng ngày càng cải biên, và càng ngày cái Phật giáo mình á, nó càng ngày nó càng có những cái khiếm khuyết, những cái dị bản mà mình nhìn vào mình không còn thấy cái Phật, cái chất Phật nào ở trong đó nữa. Và mạnh ai nấy sửa, thì đây là một cái nhược điểm của cái phương pháp này. Và quý vị thấy rồi, thực tế đã chứng minh điều đó. Quý vị nhìn bây giờ đi, cái nhiều người họ gọi là Phật giáo đó mà mình nhìn, xin thưa mình không dám nhận nha. Đó, họ biến thể, biến tấu, rồi nó dẫn đến biến chất, đủ thứ hết. Mà cái mới đầu là do đâu? Mới đầu là do một vài vị có thiện chí, là làm cải tạo một tí xíu để cho Phật giáo có tính chất linh hoạt hơn, đáp ứng được với đời sống xã hội. Thì đối với vấn đề này đó, thì các vị thuộc Phật giáo phát triển thì sẽ dễ dàng chấp nhận và dễ dàng có sự linh hoạt trong cái vấn đề thực hành và vấn đề tìm hiểu, vấn đề ứng dụng, vân vân. Còn Phật giáo Nguyên Thủy thì lại có cái quan điểm là giữ gốc. Anh phải như cũ cho tôi, tức là anh không có được thay đổi gì hết. Nếu như mà anh có thay đổi thì cái anh thay đổi đó, nó phải gọi là phải trải qua những cái sự kiểm duyệt rất là nghiêm ngặt, chứ không phải là đơn giản mà được chấp nhận đâu. Cho nên quý vị thấy là cứ nhìn thực tế bây giờ đi, cứ nhìn thực tế bây giờ thì trải qua thời gian bấy nhiêu năm thì Phật giáo phát triển đã phát triển đến những mức độ nào, có những cái hình thức, những cái thay đổi, những cái
thậm chí là biến tướng như thế nào. Thì quý vị đã thấy rồi, và Phật giáo Nguyên Thủy thì nó như thế nào, và thậm chí là các vị theo Phật giáo Nguyên Thủy mang tiếng là cố chấp và cố chấp và không thay đổi như thế nào, thì quý vị sẽ thấy là mỗi cái nó đều có cái ưu và cái khuyết ha. Đó. Nhưng mà nếu mình nói khuyết thì cũng chưa chính xác, bởi vì quý vị thấy là Phật giáo ở Miến thì bây giờ vẫn thực hành rất là tốt. À, bên cạnh đó, đó thì có một cái chuyện là khác được giữa Phật giáo Nguyên Thủy và của Phật giáo Phát Triển, đó là đối với Phật giáo Nguyên Thủy thì không có cái gọi là Phật tánh, không có. Và Phật giáo Nguyên Thủy cũng không chấp nhận khái niệm Phật tánh, mà chỉ có thể chấp nhận như thế này là trên lý thuyết mỗi chúng sanh đều có khả năng giác ngộ. Chấp nhận cái chuyện đó. Trên lý thuyết thì mỗi chúng sanh đều có khả năng giác ngộ. Tuy nhiên để làm được cái chuyện giác ngộ thì trăm triệu người, tỷ người chưa chắc được một. Đấy. À, nó cũng giống như là trên lý thuyết nha. Trên lý thuyết thì tất cả mọi người đều có khả năng trở thành tỷ phú và tổng thống, thậm chí là vừa là tỷ phú vừa là tổng thống. Tất cả mọi người đều có khả năng đó trên lý thuyết. À, nhưng mà thực tế thì nó khác. À, cho nên là đây là một cái điểm gọi là tư duy khác biệt giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Phát Triển. Và bên cạnh đó, đó Hòa Thượng thì cho rằng tứ thiền thì không phải trong đạo Phật ban đầu. Nó kẹt như vậy nè, là có nhiều bài kinh nói về tứ thiền, nó thậm chí là các cái tầng thiền vô sắc có rất là nhiều trong kinh tạng. Hơn nữa đó, diệt thọ tưởng định là cái định mà Đức Thế Tôn thường xuyên an trú và các vị thánh thường xuyên an trú. Thì để có được cái định đó, đó vị ấy phải chứng được phi tưởng, phi phi tưởng, và sau đó, đó vị ấy an trú vào diệt thọ tưởng định. Những cái bài kinh như vậy tìm thấy rất là nhiều ở trong kinh tạng. Nhưng mà rồi lại thêm một cái bài nữa, đó là trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, thì có một đoạn là Đức Thế Tôn trước khi Ngài nhập Niết Bàn là Ngài vào sơ thiền, ra sơ thiền, vào nhị thiền, ra nhị thiền, vào tam thiền, ra tam thiền, cho tới vào phi tưởng, ra khỏi phi tưởng, là cứ đi tới như vậy, đi xuôi đi ngược. Có rõ ràng có trong kinh tạng và có rất là nhiều. Và không lẽ bây giờ đó mình cứ cái gì mà không phù hợp với cái phương pháp thực hành của mình đó, là mình đi mình nói là không có thì nó kỳ lắm nha. Đó là cái chuyện không có nên, đó là cái vấn đề mà sư không có đồng ý. Và sở dĩ Đức Thế Tôn Ngài bác bỏ hai vị thầy đầu tiên dạy định là bởi vì sao? Bởi vì cái định mà hai vị thầy đầu tiên dạy không là nền tảng cho tuệ quán. Bởi vì chỉ có một vị chánh đẳng giác ra đời thì người ta mới biết đến phương pháp tuệ quán mà thôi. Còn không có thì thế gian này không biết. Chính bởi vì như vậy Thế Tôn Ngài phải bỏ đi để Ngài tìm cái phương pháp khác, và sau đó Ngài phát triển trí tuệ quán. Và như quý vị thấy, về sau rất nhiều bài kinh đều có nhắc đến chỉ và quán. Nhưng mà không thể nào mà mình theo cái kiểu là bây giờ cái nào á mà không phù hợp với mình á là không phải Phật thuyết. Cứ cái phương pháp thực hành nào ở trong tâm tạng, Nikaya đó, mà nó không có tương ứng với suy nghĩ của mình là mình cho là không phải Phật thuyết thì sư không đồng ý. Bởi vì bây giờ anh bỏ được một cái thì sau này anh người khác sẽ bỏ được cái khác. Bây giờ lỡ như một vị nào đó họ thực hành một cái phương pháp trời thần nào đó,
thì họ chỉ chấp nhận những cái bài kinh nào mà tương ứng với cái phương pháp trợ thần của họ thôi. Còn cái bài kinh nào mà nó không có tương ứng là họ bác hết. Họ nói là bây giờ Phật giáo hơn 2.500 năm rồi, làm sao mình biết là Phật có đúng như vậy hay không? Nhưng mà tôi chứng thánh. Cái vị đó đã nói, cái vị đó nói có rồi nha, không phải không có nha. Có vị nói bây giờ tôi chứng thánh cho nên á, là tôi xác định là những bài kinh này nè nó phù hợp với tôi à, cho nên là đây là Phật nói. Còn những cái bài kinh mà nó ngược với cái lời nói của tôi đó là đó không phải Phật nói đâu. Và còn ai mà muốn chứng minh tôi nói sai thì chứng thánh đi rồi mới có quyền là nói tôi nói sai, thì sư chịu thua. Cái này sư, cái vị này không phải là hòa thượng Nhất Hạnh, nhưng mà sư chỉ nói để sư ví dụ là có người như vậy đó, thì sư chịu thua. Cái kiểu ngang ngược như vậy thì sư không có gì để nói nữa hết, tại vì họ chỉ đơn giản họ nhảy vào họ nói là chừng nào ông chứng thánh đi rồi ông mới có căn cứ ông nói là cái này có đúng Phật thuyết hay không, thì sư chịu thua nha, sư chịu thua đó. Sư thì sư không có tới cái mức độ gọi là bài xích bài bác cái chuyện là mình có những cái biến tấu biến gọi là thay đổi thêm thắt thế này thế kia để cho nó phù hợp với cái gọi là cái căn cơ sở tánh và cái khuynh hướng của mình. Sư không có tới mức sư bài bác cái đó. Tuy nhiên á, anh nhớ dùm cái chuyện này là khi anh có thay đổi thì anh hãy ghi nhận cái sự thay đổi đó và anh chịu trách nhiệm với nó nha. Thì sư lấy ví dụ như Hòa Thượng Nhất Hạnh, thì cái cách hành thiền của Hòa Thượng Nhất Hạnh nó rất là thơ, nó rất là văn chương, và nó phải nói là nó đầy cái chất văn nghệ ở trong đó. Nhưng và đương nhiên là Hòa Thượng Nhất Hạnh sẽ chịu trách nhiệm với phương pháp đó và cần phải nhận biết như vậy. Chứ mình không thể nào mình nói là sở dĩ tôi biến tấu là tại vì ai cũng biến tấu hết, người này người kia cũng biến tấu cho nên là tôi cũng cần phải biến tấu, thì cái đó cũng không có nên. Và như sư nói đó, mình có làm thì mình sẽ chịu trách nhiệm với cái mình đã làm. Và ở trong cái bài, trong cái đoạn video mà sư có xem á, thì Hòa Thượng có nhắc đến, Hòa Thượng Nhất Hạnh có nhắc đến một cái tà kiến trong kinh Phạm Võng là như thế này. Nếu như cho rằng á, cho rằng cái chuyện mà hưởng thụ những cái lạc thú giác quan mà xem đó là niết bàn, đó là tà kiến. Đây là cái ví dụ của Hòa Thượng Nhất Hạnh nha. Ví dụ như sư cô mà nấu một cái nấu bún mà gọi là enjoy cái mùa mình này đó, tận hưởng cái giây phút này và cho rằng á là đây là niết bàn á, thì đó là tà kiến. Đây là Hòa Thượng nói. Thì chúng ta phải cẩn trọng trong cái vấn đề này. Đó là bao gồm luôn cả các khía cạnh sinh hoạt. Ví dụ như mình sinh hoạt, mình đi, mình đứng, mình nhìn một cái đời, uống một cái ly nước, ngắm một bông hoa mà nó đầy chất thơ mà mình cho rằng đó là niết bàn, thậm chí đó là cái cõi an lạc đó, thì đó là tà kiến. Cái thứ hai, không tin thì quý vị mở ra xem cái Hòa Thượng Nhất Hạnh dạy về cái bài kinh, nhắc cái bài kinh là A Ban Thủ Ý, Hòa Thượng có nói như vậy không? Rồi nếu như mà cho rằng á, là chứng thiền á, cái việc mình hành thiền mà có được sự an lạc trong đó đó, mà cho rằng đó là niết bàn á, thì đó là tà kiến. Cho nên là mình cần phải cẩn trọng. Đặc biệt là những cái phương pháp mà sẽ có cái khuynh hướng là hơi biến tấu một tí xíu để cho phù hợp với cái hoàn cảnh cá biệt ở những cái nơi đó, phù hợp với những vị đó, thì chúng ta cần phải cẩn trọng. Và đấy là những cái nhìn của sư về cái phương pháp thực hành. Sư chỉ nói vấn đề chứ sư không nói con người.